Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt ở trong kho xe của Head Honda Huỳnh Bạch Tùng. Địa chỉ là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn chiếc Honda Future phiên bản màu trắng đen 2024. Đây nè các bạn. Và tất nhiên rồi, mình sẽ cập nhật giá cho các bạn. Giá này mang tính chất thời điểm nha. Nhằm khi hôm nay mình quay video, ngày mai hay ngày mốt mình up lên thì giá nếu có thay đổi mình sẽ cố gắng mình chèn cái bình luận ở dưới vô. Nhưng mà chắc lẽ là không thay đổi đâu. Đầu tiên đến ngay cái giá liền. Với bản màu trắng mà bản 2023 trở về trước á, mình gọi thế đi ha, thì giá sẽ là 35,9. Và cái bản này mình sẽ cộng thêm 2 triệu là ra bản 2024. Như vậy ha, giá mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã có sẵn VAT nha các bạn. Cái biển số các bạn biết không, nó tới 3 khu vực lận, ở huyện nó tầm khoảng 1,3 triệu, ở thị xã tầm khoảng 1,7 triệu và với tỉnh nó tầm khoảng 2,6 triệu tầm khoảng nha. Rồi, vào ngay chiếc xe này liền cho các bạn. Đây là phiên bản mà Honda gọi là mẫu Future 2024 vừa ra mắt cách đây không lâu. Bây giờ chúng ta sẽ có phối mặt nạ đen nè, cái mão ở trên đen nè ha, yếm đen nè và dàn chân đen. Đây rồi. Chúng ta sẽ có phuộc đen. Mâm đen thì nào giờ rồi đúng không? Lốc mái sơn đen luôn nè các bạn. Sơn đẹp lắm. Sơn đẹp. Mâm đen, phuộc trước đen luôn. Thì mình xin nói thêm thế này. Về cái thông số kỹ thuật của xe là mình thấy chẳng khác gì đâu. Mình điểm qua một vài thông số xe cho các bạn cái nha. Rồi mình cho các bạn khám phá từ từ chiếc xe này. Đầu tiên á, là chiều dài rộng cao của xe lần lượt là 1931, 711 và 1083 mm. Trọng lượng là 104 kg nha. Khoảng cách giữa trục bánh xe là 1258 mm, tức là từ trục bánh trước nè các bạn, kéo dài đến tận trục bánh sau. Chiều cao yên xe là 756 mm. Với chiều cao yên này thì các bạn cao 1m6 đi thoải mái, 1m55 đi vẫn được, tại vì trọng lượng xe nhẹ mà, nhón nhón chân xíu cũng không sao đâu. Khoảng sáng gầm là 133 mm. Khoảng sáng gầm nè các bạn, tức là leo lề đó, thì khoảng sáng này cũng vừa thôi. Leo lề các bạn phải cẩn thận xíu. Rồi, vỏ trước là 70-90, vỏ sau là 80-90 nha các bạn. Cái vành 17 inch, vỏ này vẫn sử dụng là vỏ có ruột. Tiếp tục với dung tích bình xăng của xe là 4,6 lít. Mình vẫn hy vọng là sẽ có bình xăng lớn hơn. Tuy nhiên thì Honda vẫn tiếp tục giữ lại cái bình xăng này 4,6 lít. Đây ha. Và cốp thì nó vẫn sẽ là 17 lít nha các bạn. Để vừa hai nón bảo hiểm nửa đầu hoặc là một cái nón 3/4 vừa luôn. To lắm đó các bạn. Cốp này rất là to. Rất là to ha. Rồi, tay nắm màu đen. Tiến qua phần động cơ thì đây là khóa động cơ SOHC 125cc. Hộp số là 4 cấp số, chạy xăng nha, phun xăng điện tử nha các bạn. Nó sẽ cho công suất là 9,1 mã lực tại 7.500 vòng trên 1 phút và moment xoắn là 10,2 Nm tại 5.500 vòng trên 1 phút. Bây giờ sơn đen mờ rồi các bạn. Và mức tiêu nhiên liệu là 1,47 lít cho 100 cây số, tức là lít xăng đi được tầm khoảng 68 cây số. Tầm khoảng 68. Đường kính và hành trình bích tông á là 52,4 và 57,9 nha các bạn. Đây. Và dung tích nhớt cái chỗ này rất quan trọng nè. Vẫn có rất nhiều bạn hỏi anh ơi, 700 hay là 800? Thì theo Honda công bố nó vẫn là 0,7 lít, có nghĩa là 800 ml. Nhưng mà con số này là Honda cho mình để tham khảo. Thì các bạn vẫn nên là mở cái que này ra để thăm thì nó ok nhất. Ví dụ như các bạn có lấn cấn á thì mắc cái gì mà cứ phải 0,7 0,8. Cứ lấy que này ra thăm, nằm ở trong cái vạch người ta cho là ok rồi các bạn. Đây nè, que nè ha. Mà thăm nhớt thì mình sẽ có hướng dẫn rồi ha. Ở trên chiếc quay RX cũng vậy, Honda Winner cũng vậy, bất kỳ dòng xe nào cũng vậy ha. Quy tắc thăm nhớt như nhau nha. Rồi, mình không nói sâu vấn đề này nữa. Các bạn xem kỹ phần động cơ nè. Bây giờ là sơn đen mờ rồi các bạn. Để mình mở đèn cho các bạn xem. Sơn đen mờ. Đó, có ánh kim nha. Cao may nha các bạn. Các bạn xem nè. Sơn đẹp á. Thấy không? Cái lô đầu tiên này mình nghĩ là sẽ sơn đẹp. Ha, sẽ sơn đẹp. Rồi.
giò đạp nè, gam đen, giò đạp thắng nè, gam luôn, oppo nè, các chân thuộc sơn đen nè các bạn. Và tuy nhiên gấp thì lại sơn bóng nha, phần gấp nè, sơn bóng các bạn. Tem thì vẫn là tem 3D thôi, như thế này. Số 125 nó sẽ nằm ở trong một cái nền đen, và chọn cái nền này sẽ nằm ở trong một cái nền bạc nữa, như vậy đó. Đây, tắt đèn cho các bạn dễ nhìn ha. Đó, chọn vậy ha. Logo 3D nha. Yên đen, cản đen, ốp đồng hồ là màu đen, ốp ổ khóa đen luôn, và hai bên yếm đen. Phô thế cũng đẹp đó các bạn ha. Cốt pha, còi, xi nhan, và không có công tắc đèn, bỏ lâu rồi. Đây là ổ khóa hai chìa. Chúng ta sẽ có tích hợp mở yên trên này, có khóa từ, và mở luôn cùng đồng hồ này ha. Xe chưa câu bình, chưa đổ xăng nha các bạn. Thấy không, hai nấc nè, rất rõ ràng nha ha. Cùng đồng hồ, xem kỹ lần nữa đi ha. Đây là mẫu 2024 nha các bạn. Về cái màu trắng đen này thì các bạn cứ cho ý kiến xem là nên phối thế này hay không, hay là để nguyên cái màu trắng như lúc trước. Bắt đầu mình sẽ cho ý kiến của mình. Ý kiến các bạn thì các bạn cứ cho thoải mái ha. Rồi, với mình á thì đặc biệt là cái dàn chân đen á, nhìn nó ngầu lắm, nhưng mà mình thích nó phải đồng bộ. Ví dụ như là sơn mờ, sơn mờ thì gấp cũng nên sơn mờ ha, bọc sơn cũng là sơn mờ. Mình lấy ví dụ như cái thằng này nè, cái cản này á thì ở trên này nó sơn bóng, thì ở đây sơn bóng luôn, mình thấy nó hợp lý nè. Nhưng mà dưới này tự nhiên cái phục sơn mờ mà gấp với bọc sơn sơn bóng thì mình lại không thích lắm, thà nó sơn mờ luôn. Còn với mình á, mình thích dàn chân đen nhưng mà sơn bóng kìa. Ví dụ như là phục này sơn bóng, lóc nó sơn bóng, phục trước sơn bóng cũng được. Mình thích có động cơ sơn bóng đẹp hơn, nó kiểu như quê Thái á. Mình không thần tượng quê Thái, tại vì nào tới giờ mình vẫn thích sơn bóng cơ, cho nên là thấy sơn bóng là mình thích. Tuy nhiên nếu đã đi kiểu như vậy thì mình nghĩ là cái này nè, sơn mờ luôn thì nó đẹp. Các bạn thấy mình nói đúng không nè? Sơn mờ luôn mình thấy nó đẹp hơn là sơn bóng ha. Thì dàn chân nó đen mờ vậy hết luôn, nhìn rất là đẹp và nó chắc. Còn trên này thì nó đã bóng sẵn rồi, như thế này thì ok, không sao cả. Bạn nhìn nè. Và phối màu đen ở sau này nhìn đẹp. Nhưng mà cái mặt nạ đen mình nhìn chưa quen các bạn. Mình vẫn quen với chiếc Future màu trắng nguyên xe. Thì mặt nạ đen này nhìn thấy nó giống như bản bánh căm. Bản bánh căm mà đợi 23 trở về trước á, thì nó có hai màu, đỏ và xanh. Tuy nhiên thì sau này Honda đã bỏ đi cái màu đỏ rồi. Và cái bản màu xanh á, thì nó sẽ phối mặt nạ đen, là bản bánh căm thắng đĩa nha. Còn lại bản bánh mâm á, thì nguyên màu là đỏ, đỏ và trắng và xanh, đen mờ, nó không có phối kiểu vậy. Thì mình nhìn quen rồi, có lẽ là chưa quen mắt thôi. Đây các bạn xem ngoại hình này ha. Bây giờ mình sẽ nhìn ngang chiếc xe ha. Đây, mời các bạn xem. Đây là mẫu Future 2024. Dàn chân đang nhìn đẹp các bạn. Và nó không còn cái màu xám huyền thoại nữa. Đây là dàn chân đen, lóc đen. Các bạn cứ đánh giá ha. Các bạn thấy phối màu thế này như thế này thì nó sẽ ra sao. Đừng bàn về chất lượng nha. Ở đây mình nói là bản phối mới nè. Bản phối mới ha. Các bạn thấy thế nào? Thực sự là cái yếm đen cũng ok đó. Nó sẽ là một cái điểm nhấn rất đẹp. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái mặt nạ màu đen này chưa có hay. Chắc có lẽ là mình chưa quen mắt thôi. Chứ đúng ra thì lên mặt nạ đen giống như anh H vậy đó, nhìn thấy nó ngầu vô cùng. Nhưng mà với Future thì cái mặt nạ đen nhìn chưa quen. Giá xe mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục cho các bạn, và sẽ quay chi tiết từng màu thế này để các bạn xem tham khảo ha. Rồi, phuộc trước là đen mờ, kẹp phanh là một bích tông của Nissin, đĩa phanh nè, vẫn như vậy. Vỏ vẫn là vỏ Inu. Kích thước vỏ nãy mình nói rồi ha, vỏ khói ruột nha. Còn đây là khói động cơ 125cc, hơn 9 mã lực đó.
đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 bên này. Cái cụm đầu bò mà có bốn ốc đó các bạn nhìn thấy nó vẫn đã hơn các bạn ha. Nhìn thấy nó vẫn đã hơn. Đây, cần số cũng là con số này là gam nha các bạn. Lốc nè. Sơn đẹp đó các bạn. Và cụm đèn hậu. Bát biển số và cây bô. Thực sự thì cho đến bây giờ thiết kế của chiếc Future có thể nói là đỉnh ha, đỉnh chớp luôn, nó đẹp nè, coi nhìn cây bô nè, không chỗ nào để chê được, mà tiếng bô nghe phê lắm. Future tiếng bô nghe rất đã, đặc trưng luôn rồi, đặc trưng luôn rồi. Rồi, bên mình á, sẽ ship xe toàn quốc cho các bạn nha. Tất cả các dòng xe ở đây, thậm chí lên bên cửa hàng Mai Duyên cũng ship luôn. Ship toàn quốc và phí ship Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh á, là 0 đồng. Tức là miễn phí cho các bạn. Về tới Cà Mau cũng thế ha. Còn ra tới ví dụ như là Bình Dương hay là Đồng Nai á, thì phí ship là khoảng 300 ngàn. Còn ra tới Hà Nội, thành phố Huế nè, tới Hà Nội luôn á, là 500 ngàn. Còn muốn ship đi đâu đó ngoài tuyến quốc lộ A, các bạn cứ mạnh dạn gọi cho cửa hàng đi. Mình sẽ cho các bạn là 5 số điện thoại di động lên trên màn hình để các bạn tư vấn. Tư vấn về giá cả, tư vấn về ship xe. Mà hiện bây giờ nè, trong thời điểm này là Honda đang khuyến mãi đó. Mua Future là sẽ được quay số trúng thưởng nha các bạn. Chúng giải đặc biệt là RX350i luôn á. Giải nhất là Honda Vision này nè. Và giải nhì là Wenfa. Vision là 1.000 xe, Wenfa tới 2.000. Mà ở thời điểm này á, là bên mình trúng tới 5 xe rồi đó các bạn. Cụm đầu đèn nè, đèn LED. Các bạn cứ gọi tư vấn nha, thậm chí tư vấn luôn về vấn đề trả góp các bạn. Trả góp thì đủ 18 tuổi và căn cước công dân nha. Và phải có mặt ở cửa hàng mới hoàn tất hồ sơ được nha các bạn. Phần mặt nạ. Đây. Đây là một miếng chrome nè, ha, sáng loáng chỗ này. Và có lẽ là mình sẽ khép lại cái video này đây nha. Future 2024 bản màu trắng đen. Nguyên bản nha các bạn. Xin chào các bạn nha.